núi Võ Đan. Cung Nam Nham. Bên trên biểu dương chữ mừng. Phò Mã Gia mời thượng tọa. Bên trên chữ môn mời. Mời. Bên trên chữ môn. Hôm nay Nam Nham khánh thành, khí thế quý phái càng thịnh. Trên núi Võ Đan lại thêm thắng cảnh, thật sự đáng vui mừng. Phải phải, Phò Mã Gia cùng vui cùng mừng mà. Phò Mã Gia mời thượng tọa. Bên trên chữ môn, lẽ ra ông thượng tọa mới phải. Phò Mã Gia không cần khách sáo quá, bần đạo thật sự hổ thẹn không dám. Như vậy có nghĩa là sao? Nếu như không phải hoàng thượng thương tình, Nam Nham Võ Đan này làm sao có tân điện hùng vĩ như vậy? Còn nữa, trong thiên hạ có ai không biết, Bộc Gia vốn là công thần khai quốc, các đời trung lương. Phò Mã Gia hạ thấp thân phận, không ngại đường xa đích thân giám sát việc xây dựng tân điện ở Nam Nham Võ Đan. Tất cả đều là thánh ân của hoàng thượng, sự thương tình của Phò Mã Gia. Bích Dân Trưởng Môn khách sáo rồi. Bích Dân Trưởng Môn, hôm nay đáng vui đáng mừng. Thiếu Lâm tôi có chuẩn bị món quà mọn tặng cho quý phái. Đa tạ, đa tạ. Hai cái tách này là sứ trắng của lò gốm quan đời Tống làm ra. Trọng lượng của chúng không hơn 8 tiền, 8 phân, 8 ly. Đa tạ, đa tạ. Đa tạ, món quà của quý phái có thể nói là của ít lòng nhiều. Được biết quý phái có nhị bảo, một là Tiết Thiền Kim Đao, là năm xưa Thành Cát Tư Hãn tận tay tặng cho Khưu Sứ Cơ đạo trưởng. Hai là Thái Âm Chân Kinh. Lần này ta phụng mệnh hoàng thượng đến để ngắm hai bảo vật này. Thế nào, đem ra đây cho ta coi, để ta trở về bẩm báo thuận lợi. Thái Âm Chân Kinh chỉ có mỗi mình tổ sư gia Trương Tam Phong biết thôi. Còn về kim đao lâu nay cũng do ông ta quản, để phái không ai biết chỗ cất giữ. Vậy sao? Vậy có thể mời Trương Tam Phong tổ sư gia của quý phái hiện thân gặp mặt không? Phò Mã thật tình xin lỗi. Mấy năm nay tổ sư gia Trương Tam Phong đã dân du tứ hải, hành tung ẩn hiện, không định ngày trở về. Nói như vậy là trưởng môn đây muốn chống lại lệnh vua sao? Phò Mã Gia. Thì ra là Đôn Hoàng thăm viên nữ tử Lạc Phường. Hôm nay Võ Đan thật sự quá hãnh diện. Tôi nghĩ bọn yêu nữ này đến để phá rối, để chúng tôi đối phó với chúng. Đánh! Võ Đan kiếm trận lên. Ha
Sư huynh, Tam Phong Võ Đan, thần công quyền bí, thập nhị nữ tử Tây Dược, thật sự khâm phục. Bích Dân trưởng môn, Phò Mã Gia, có phải người vừa rồi là Trương Tam Phong không? Ở trên đời này ngoài Trương Tam Phong ra thì còn ai nữa? À, nè, ý nói vậy là Trương Tam Phong dân du trở về rồi à? Bần đạo không rõ cho lắm. Khá khen cho câu không rõ. Này Bích Dân trưởng môn, bây giờ ông còn có thể nói là không biết tung tích của Kim Đao hay sao? Chuyện này Bích Dân trưởng môn, trước đây Thái Tổ Hoàng đế và Đương Kim Hoàng thượng đều hết mực quan tâm đến Võ Đan, nhưng không ngờ rằng chỉ có một yêu cầu nho nhỏ này mà ông lại cũng... Phò Mã Gia không cần nói nhiều, hoàng ân to lớn, bần đạo sẽ lập tức cho người đi lấy. Thành tế, lấy đào. Dạ, trưởng môn. Đào tốt, đào tốt lắm, đào tốt hả? Đây đúng là một cây đào tốt. Tốt quá. Bích Dân trưởng môn, đây đúng là một cây đào tốt. Cảm ơn Phò Mã Gia quá khen, thành tế. Hôm nay được mở rộng tầm mắt, bốn phò mã có thể thuận lợi bẩm báo với hoàng thượng rồi. Dạ dạ dạ. Hôm nay làm phiền quá, cáo từ. Xin tiễn Phò Mã Gia. Sư huynh à, huynh đang tịnh tư, ngày mai đệ mới đến. Đã đến đây rồi, việc gì phải đi? Trưởng môn như đệ lần nào cũng đều khách sáo giữ ý vậy. Dạ. Đệ đến đây để cảm ơn sư huynh. Hôm nay nếu không phải sư huynh đến cứu kịp lúc, không biết Võ Đan sẽ rơi vào hoàn cảnh nào. Chuyện hôm nay vất vả cho chữ môn quá. Lẽ ra bọn mình mọc phò mã đủ khiến người ta mệt óc rồi, còn có tên thảo mãnh của Thiếu Lâm không nghĩ tình xưa kia với sư huynh, cố tình gây khó dễ. Thảo mãnh vốn là người của Thiếu Lâm, cũng là thân bất do kỷ. Nhưng mà đáng sợ nhất vẫn là thập nhị nữ tử Lạc Phường Tây Vực đột nhiên xuất hiện. Võ công của họ độc ác kỳ dị, thật khiến người ta không biết đối phó. Sư huynh à, Võ Đan chúng ta và Tây Vực lâu nay đều không thù không oán, nhưng họ lại chọn hôm nay để sinh sự, khiến người ta không sao hiểu nổi. Nè, uống chén trà rồi nói. À, cảm ơn sư huynh.
Thật ra chuyện hôm nay là vì mấy năm gần đây danh tiếng Võ Đan đã nổi lên. Người đời đều nghĩ Văn Du đệ nhất, Võ Du đệ nhị, do đó đã khiến họ đến sinh sự. Đó cũng là muốn xem thực lực của Võ Đan chúng ta. Những chuyện này chắc sau này sẽ không ít. Chữ môn phải có tính toán trước. Sư huynh suy nghĩ thật chu đáo, Bích Vân tạ ơn chỉ dạy. Đã là chữ môn thì không nên kiêm tốn quá mức. Sư huynh à, lời đây nói là sự thật. Xét dài nói phận, Tôn Bích Vân này đâu có tư cách làm chưởng môn. Nói sao cũng phải là Hư Vân sư huynh làm chưởng môn mới phải. Nếu không phải vì huynh ấy... Nó cũng vì Hư Vân tự biết mình đã lớn tuổi, hơn nữa đôi mắt lại mang tật bệnh, bây giờ đã không thể nhìn thấy gì nữa. Huống chi lâu nay Hư Vân sư huynh đều xem nhẹ danh lợi, cho nên mới thoái vị nhường hiền, đem chức chưởng môn trao lại cho đệ. Đã bao nhiêu năm rồi, hà tất đệ còn phải canh cánh trong lòng. Đã chỉ sợ Hư Vân sư huynh đã nhờ cậy làm người. Không đâu, hiện nay Võ Đan đang thiếu hụt nhân tài, chính là lúc chúng ta cần chống chọi. Uống trà đi, trà này nhẫn mà lại ngọt, uống xong sẽ thấy thú vị. Sư huynh nói đúng rồi, thật sự nhẫn mà lại ngọt. Đời người cũng là như vậy. Để nói Mộc Phò Mã đó rất khó đối phó, sau đó thế nào? Hắn nhắc đến hoàng ân to lớn, bắt đệ phải đem Tiết Thiện Kim Đao ra cho hắn coi cho biết, nếu không thì sẽ làm trái lệnh vua. Đệ thật sự không còn cách nào, đệ phải đem Tiết Thiện Kim Đao ra. Nói tình hình trong lúc đó xem. Lúc đó hắn lấy kim đao từ trong hộp ra, diễn thị ở trước mặt của mọi người một lần, sau đó đã trao lại kim đao vào tận tay đệ trước mặt mọi người. Nếu như ta đoán không lầm, kim đao đã bị tráo đổi rồi. Cái gì? Huynh nói kim đao đã bị Phò Mã lấy cắp à? Đau tốt, đau tốt. Đau tốt, đúng là một cây đau tốt. Là quận chúa hả? Trước khi muội đến đây sao không cho người báo lại một tiếng? Sao hả? Huynh ở trong phủ của muội, huynh đến tìm huynh cũng phải cho người đến báo sao? Không, huynh không có ý này. Ý của huynh là trước khi muội đến cho người báo một tiếng thì huynh sẽ nhiệt liệt hoan nghênh thôi mà. Thôi đi, tuy rằng huynh không phải tỷ phu ruột của muội, ở đây cũng không phải hoàng cung, đây chỉ là phủ của muội. Những cái lễ nghĩa phức tạp đáng ghét này bỏ hết đi. Nè, sao hả? Chuyến đi hôm nay đến Võ Đan có vui vẻ không? Lễ khánh thành điện Nam Nham có náo nhiệt hay không? Muội còn hỏi tại sao muội không đi. Muội là quận chúa, đương kim thánh thượng thương yêu muội hết lòng, coi như là ruột thịt. Muội nói đi, còn ai có thể thay thế hoàng thượng hơn muội được chứ? Người ta phải đi săn bắn mà. Hơn nữa huynh là con cháu Mộc gia, các đời đều là trung lương, lại là hiền tế ruột của hoàng thượng, huynh mới là xứng đáng nhất. Tuy là nói vậy, nhưng từ khi Ngạc Dương điện hạ qua đời thì vị nữ hoàng điệt như muội thật sự được hoàng thượng tin tưởng hơn so với các vị công chúa. Lần này đến phủ đệ của Ngạc Dương, bổn phò mã cũng phải kiêng nể phần nào đối với một vị quận chúa Ngạc Dương như muội. Vậy thì sao chứ? Nếu như bắt muội phải ở bên các võ phu thô lỗ đó, muội mới không vui. Bỏ đi bỏ đi, buổi lễ cũng đã qua rồi, nói điều này cũng không có ý nghĩa hả? Lần này hoàng thượng phái huynh đến
Không phải chỉ để tham gia buổi lễ khánh thành của Điện Nam Nham chứ? Ừ. Có phải là còn có nhiệm vụ gì đặc biệt không? Nè nè nè, quận chúa đó vậy có nghĩa là sao? Tỷ phu à, huynh đừng quá lo lắng. Muội biết là quan thúc của muội lâu nay luôn quan tâm đến Võ Đan. Điều này đương nhiên rồi. Bắt đầu từ thái tổ hoàng đế của triều ta, triều đình đối với Võ Đan luôn luôn hết lòng quan tâm, không ngừng ban ân mà. Cho nên có phòng mã ở đây thì không cần phải lo nữa. Tỷ phu. Hả? Vừa rồi trước khi muội đến đây, huynh đang làm gì? Không có, huynh đâu có làm gì đâu. Vậy được, muội mới săn bắn trở về cảm thấy khát nước lắm, vậy chúng ta đi uống một chén đi. Nhưng được rồi, huynh và muội cùng đi uống một chén đi. Vậy bây giờ chúng ta đi đi. Quận chúa mời. Cái đao này là giả. Lòng người khó đoán. Như trước đây Chu Nguyên chưa nhận được thiên hạ, báo vật trong cung hàng ngàn hàng vạn. Nay con trai của ông ta lại phái một phò mã đến lấy cấp kim đao của Võ Đan ta. Thật khiến người ta khó hiểu. Tài đệ tắc trách, báo vật bổn môn nên đã mất rồi, làm sao mà cứu vãn. Bất dân xin sư huynh trừng phạt, dù thế nào cũng cam tâm chấp nhận. Phạm phải lỗi lầm lớn như vậy thật sự đau thương tột độ. Bích Dân xin từ bỏ chức chữ môn này. Vì gì chữ môn phải xem việc này nghiêm trọng tới như vậy? Vậy bây giờ phải làm thế nào? Hoàng đế là hắn, lão tặc cũng là hắn, chúng ta chỉ là thường dân bá tánh, có thể làm thế nào? Có khi nào chỉ là ham muốn nhất thời của cá nhân phò mã không? Không đâu, nhất định là không. Cha của một phò mã vốn là công thần khai quốc của đời nhà Minh, và được phong là Kiềm Quốc Công, hơn nữa là nghĩa tử của Chu Nguyên Chương, địa vị cực kỳ cao quý. Một phò mã là cưới công chúa của vua Vĩnh Lạc, với lại rất được hoàng thượng trọng dụng. Không thể nào hắn lại vì một cây đao nho nhỏ này mà mạo hiểm lớn như vậy. Ta dám khẳng định hắn làm theo mệnh lệnh của hoàng thượng. Nói vậy là không cần phải tìm lại cây đao rồi. Võ Đan nhỏ nhoi làm sao đấu lại hoàng thượng? Bây giờ đệ đã hiểu rồi chứ? Đúng là tổn thất của bổn môn. Đệ sợ không biết ăn nói sao với đồng môn của Võ Đan. Bích Dân. Sư huynh, chuyện này không cần phô trương, sẽ không có gì đâu. Cứ để nó chu di nhi trị. Lão tử đã từng nói, chuyện đời đều hư ảo, lòng được mất của đệ không nên đặt nặng quá. Có rất nhiều chuyện cứ để cho là đã có được, nhưng lại mất đi từ lâu. Chết rồi, bà bối của ta đâu? Hả? Tiêu rồi, tiêu rồi, có chuyện lớn rồi, ta tiêu rồi. Thảo Mạnh, những gì con thấy ở Võ Đan đều là thật sao? Dạ,
Có thật là Võ Đan lại lợi hại tới vậy không? Trụ trì, lời đệ tử nói chữ nào câu nào cũng là sự thật. Tình hình lúc đó hai vị đại sư Quyền Không và Quyền Bổn cũng đều nhìn thấy. Nói như vậy là thế lực của Võ Đan thật sự không thể nào chống nổi ta giảm họ tăng. E là nay mai địa vị của Tiêu Lâm không giữ nổi. Tiêu Lâm tự bây giờ thực sự không được như trước. Nhớ trước đây tập tam côn tăng của Tiêu Lâm ta dũng cảm giúp Đường Thái Tông giành được thiên hạ oai phong biết chừng nào. Đây cũng là lỗi của đệ tử. Đệ tử không giỏi võ công, không thể trổ tài hơn người trong buổi lễ, để giảm nhuệ khí của võ đan, làm mất mặt của Tiêu Lâm ta. Xin trụ trì trách phạt. Điều này cũng không thể trách các con được. Có thể trước đây Tiêu Lâm chúng ta quá khinh địch, mới khiến nhân tài thiếu thốn. Có trách thì phải trách người trụ trì này. Trong những ngày tháng qua đã quá thụ động, không hiểu được đạo lý, biết người biết ta. Xin trụ trì đừng quá tự trách mình. Vậy thì hôm nay chúng ta phải nghĩ cách cứu vãn mới đúng. Cứu vãn? Chúng ta phải học cho được võ công của Trương Tam Phong. Đã biết là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thì Thiếu Lâm nên hạ thấp mình, phái người đến võ đang làm nội gián. Làm nội gián? Phải. Chúng ta phải tuyển chọn tinh anh, tuyệt đối đừng phái những kẻ ngốc đi, để tránh hỏng chuyện. Chúng ta không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Thảo Mạnh, có đệ tử. Chuyện này ta giao cho con làm. Dạ. Đại sư Thảo Mạnh, mọi người sẵn sàng rồi. Thảo Mạnh, có đệ tử. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, cuộc thi hôm nay vô cùng quan trọng. Người nào đạt sẽ được ở lại, còn không đạt thì sẽ bị đào thải. Nên mọi người phải nghiêm chỉnh đối với cuộc thi hôm nay. Nếu thất bại, cả Phật tổ cũng không giúp được mọi người. Ta phải điểm danh đây. Quả Mau, có. Lý Tam, có. Hai người đứng ra biểu diễn quyền cước. Hai người có thể bước ra khỏi cửa lớn của Thiếu Lâm tự, sau này vĩnh viễn không được quay trở lại nữa. A Di Đà Phật. Hai người tiếp theo là Trương Vô Cực. Dạ có. Hàn Nghĩa Sơn. Nhìn đây. Hai người quyền cước đấu nhau. Huynh nghiêm chỉnh quá làm gì vậy? Huynh còn nghiêm chỉnh hơn tôi nữa. Tôi đã nhịn huynh đủ rồi đó, đánh đi.
Dừng tay! Khó mà đảm đương. Bây giờ hai người cũng có thể đi. Tụi con đánh hấp dẫn như vậy mà cũng nói là tụi con không đạt hả? Có nhầm lẫn không? Đi. Tụi con xém chút bị đánh chết mà đại sư còn nói tụi con đánh không tốt nữa, còn đuổi tụi con đi nữa. Dẫn đi. Dạ. Con không đi đâu. Như vậy không có bạn. Con phải gặp chủ trì. Con phải gặp chủ trì. Thả chúng tôi ra. Con phải gặp chủ trì. Thả chúng tôi ra. Con không đi đâu. Nè, tôi phải gặp chủ trì. Tôi không cam tâm. Đi. Tôi phải gặp chủ trì mà. Tôi không cam tâm mà. Thả tôi ra. Đi. Không được. Tôi không cam tâm. Tôi phải gặp chủ trì. Hey, tôi cũng phải gặp chủ trì. Sau khi dùng cơm, tiếp tục tuyển chọn. Dạ. Trời ơi, quỳ xuống. Đại sư, cầu xin đại sư đừng có đuổi tụi con. Xin đại sư mở lòng từ bi, tụi con sẽ cố gắng học võ. Đừng có đuổi tụi con để có Thiếu Lâm Tự mà. Đại sư, tụi con không nên nương tựa. Dạ phải đó. Điều này chỉ trách các con không bản lãnh. Cầu xin ta cũng vô dụng thôi. Đại sư à, cho tụi con cơ hội đi. Nếu không tụi con quỳ suốt ở đây đó. Dạ phải. Cho dù ngươi quỳ tới trời sáng cũng không thay đổi được gì đâu. Dạ, tụi con sẽ quỳ tới trời sáng. Con quỳ tới canh ba. Không, trời sáng. Vậy thì các cơ quỳ tới trời sáng đi. Đây là chỗ quỷ quái gì mà lạnh tới buốt xương. Vô cực à, Thiếu Lâm Tự có thật là tốt tới như vậy không? Đáng để chúng ta làm vậy à? Hey, chúng ta đang cầu xin họ mà, đừng có như vậy. Tôi thực lòng muốn học tốt võ công nữa. Tôi mặc kệ, tôi phải đi nhà xí. Ê, vô cực, sao huynh còn quỷ ở đây vậy? Tôi rất là khâm phục huynh. Sao? Có thể ở nhà xí suốt đêm đó. Tôi không ở nhà xí, tôi ở bên đó kìa. Coi hai tên ngốc này còn đang quỷ ở đây. Tụi nó tưởng quỷ ở đây thì có thể cảm động được trụ trì đó. Nè. Ê, được rồi, được rồi. Chào đại sư. Chào đại sư. Ê, vô cực, huynh đâu có phạm lỗi gì, tại sao đại sư đánh huynh? Muốn đánh thì đánh, không thu nhận thì thôi. Còn đánh ba cái nữa. Nhất định là như vậy. Nhất định là sao? Không nói cho huynh biết. Đi. Hả? Hai vị đại sư, vô cực đã đến. Làm sao ngươi biết ta gọi ngươi đến?
Hôm nay đại sư gõ lên đầu của Vô Cực 3 cái, có lẽ là canh 3, sau đó lại giơ một ngón tay ra. Khắp Thiếu Lâm Tự chỉ có một chỗ là Liễu Nhất Thiền Thất, cho nên tụi con mới cả gan đến đây. Đúng, ngộ tính tiểu tử này rất cao, dễ dạy dễ bảo. Hả, Thảo Mãnh Sư Điệt, chúc mừng con đã nhận được một đệ tử giỏi như vậy. Vô Cực, mau chóng hành lễ bái sư đi. Thảo Mãnh đại sư, ý đại sư là nhận con làm đệ tử. Tạ ơn sư phụ. Tạ ơn đại sư. Lẽ ra ta không có nhận ngươi, nhưng mà thấy hai ngươi tình như thủ túc, cho nên ta nhận cả hai ngươi luôn. Tạ ơn đại sư. Ơi, trước khi trời sáng, hai ngươi hãy mau chóng xuống núi đi. Hả? Xuống núi? Xuống núi. Phải, sau này hai ngươi không thể tiếp tục ở lại Thiếu Lâm Tự. Hơn nữa, có gặp lại người của Thiếu Lâm Tự cũng không được chào hỏi, phải như là người xa lạ, biết chưa? Hả? Tại sao vậy? Sư phụ, không phải vừa rồi đã đồng ý nhận tụi con làm đệ tử sao? Con đừng sợ. Cái được gọi một ngày làm thầy, suốt đời làm thầy, Trí Cương đại sư có việc quan trọng giao cho các con làm. Thì ra là vậy. Đệ tử xong pha lửa đạn cũng không ngần ngại. Đại sư, đại sư có nhiệm vụ gì giao cho tụi con? Có phải muốn tụi con trà trộn vào võ lâm không? Đúng là trà trộn, nhưng không phải trà trộn vào võ lâm, mà là trà trộn vào võ đan. Trà trộn vào võ đan? Tức là phải đến núi võ đan. Không sai, là đến núi võ đan. Hơn nữa lên được không xuống được. Hả? Ta phái các con trà trộn vào võ đan, lên học võ công của họ, dò la tình hình của họ, xem bọn họ có kinh thư bí tịch gì, tìm cách trộm về cho ta. Đại sư, chúng ta đều là người trong võ lâm, ta sao phải lấy trộm đồ của họ? Phải đó. Trường Tam Phong, hắn vốn xuất thân từ Thiếu Lâm, nhưng mà hắn đã phản bội sư môn. Hắn đã đem võ công của Thiếu Lâm lên nuôi võ đan, từ đó võ đan mới phát dương quang đại. Ta chỉ muốn các con đem thư vốn của Thiếu Lâm mang trở về thôi. Nhưng mà đại sư, tụi con đã lên núi rồi, vậy lấy trộm đồ xong phải làm sao mang về? Vậy phải đó. Điều này các con không cần phải bận tâm. Ta sẽ phái người lên núi để liên lạc với các con, kiểm tra thành tích của các con theo kỳ hạn. Cho nên các con tuyệt đối không được đầu cơ kiếm lợi. Các con đã mang trọng trách, sau này phải tự lo liệu lấy. Bọn họ và các con sẽ phân đợt lên núi. Sau này ở võ đan có gặp nhau, cũng phải làm bộ như không quen biết, để tránh lộ sơ hở. Nhưng mà tụi con đến võ đan, cũng chưa chắc võ đan sẽ nhận tụi con. Dạ phải. Vậy phải xem sự tạo hóa của các con. Dạ. Phải nhớ thật kỹ, chưa đến lúc cần thiết, không được tùy ý mở cẩm nang ra, càng không được xem lén. Chúc các con thượng lộ bình an đến võ đàng, hoàn thành sứ mệnh cho võ lâm, không phụ lòng sư phụ hôm nay tiễn đưa trước Phật. A Di Đà Phật. Dạ sư phụ. Nè, cẩn thận một chút. Tỷ phu. Là quân chúa hả? Thế nào, mới sáng sớm thì đi săn bắn hay sao? Đâu có, buổi ra là để tiễn tỷ phu một đoạn đó. Cảm ơn quân chúa. Mau lên, mau lên. Tỷ phu, có phải là có chuyện gì không? Không có gì. Phải rồi, mấy rương cống phẩm này là báu vật cho Tam Bảo Thái Giám Trịnh Hòa từ Tây Dương mang về đây. Hoàng thượng cho người mang đến thưởng cho huynh. Đều là mấy thứ vàng bạc châu báu, ô kim tinh cương các thứ. Huynh cũng không có tâm trí mang theo, để lại cho muội hết đó. Vàng bạc châu báu muội rất nhiều, nhưng còn ô kim để làm gì vậy? Ô kim có thể trộn vào trong sắt thép để rèn thành bảo kiếm, cũng có thể làm ra những món trang sức đẹp. Vậy thì muội phải coi. Hôi quá. Sao ô kim này lại hôi quá vậy? Cái này không phải là ô kim. Đây cũng là một loại đặc sản của Tây Dương, gọi là cái gì? Huynh cũng không nhớ rõ nữa. Nè, muội mang vào từ từ nghiên cứu đi. Không cần, lấy hỉ à, bỏ đi, bỏ đi. Nè, quân chúa, đây là báu vật hoàng thượng ban tặng, sao lại có thể? Sao lại không thể chứ? Cái thứ hôi thối này sao huynh lại cho muội, sao muội phải nhận? Nhưng mà thôi được rồi, tùy ý muội, tùy ý muội, hả? Tùy.
Tỷ phu à, giờ này cũng không còn sớm, huynh cũng phải khởi hành, còn muội phải đi săn bắn. Hôm qua muội thấy một con heo con, kết cuộc đã để nó chạy mất, hôm nay muội nhất định phải bắt được nó. Như và Bảo Sơn tay không trở về, tiếc núi lớn trong đời. Phải đó, Như và Bảo Sơn tay không trở về. Mánh mà đâu đẹp núi võ đang này cũng được quá ha, không tới làm. Phải đó, đừng ăn bừa bãi. Hai gì đại ca coi đi, vô đây hai lượng ủng hộ đi đại ca. Sao hả, không mua hả? Đi không nhìn được sao? Xin lỗi gì? Đừng có đụng vào lỗ của ta, trách ra đi. Người gì kỳ cục vậy? Tôi xin lỗi rồi mà còn la nữa. Đã làm rớt lỗ của ta, ta còn phải cách sát với người sao? Thôi đi, xin lỗi đại thẩm. Quỳnh đệ của tôi hơi lỗ mãn, xin lỗi nha. Xin lỗi. Ngươi gọi ta là gì? Cả ngươi cũng không có mắt nhìn sao? Thì ta không phải đại thẩm, là tỷ tỷ. Còn là tỷ tỷ xinh đẹp. Xin lỗi, xin lỗi nha, xin lỗi. Mau tránh ra đi. Ơi, Quỳnh coi cổ có quá đáng. Lỗi cũng tại Quỳnh nếu còn nói nữa, đi. Quận chúa, có một chuyện đâu thì càng nghĩ càng thấy bất an, muốn nhắc nhở quận chúa. Ngươi đó, lúc nào cũng lo nghĩ sâu xa, có chuyện gì cứ nói đi. Vừa rồi chúng ta tùy tiện bỏ cái rương hôi thối đó ở ngoài cửa, suy cho cùng không tốt lắm. Nói sao đó cũng là cống phẩm mà hoàng thượng ban tặng, biết đâu chừng là rất quý giá. Nghe nói lần nào hoàng thượng cũng rất thích cống phẩm do Tam Bảo thái giám mang về, nếu để hoàng thượng biết... Sợ thì... cái gì? Nơi đó là trước cửa của phủ quận chúa, ai dám đụng vào? Trời quận chúa, sao quận chúa quên rồi? Vừa rồi là quận chúa dặn nô tỳ kêu nô tỳ đem bỏ mà. Phải. Vậy không thể để nó bị bỏ ở bên ngoài, mau lượm lại đi. Trời ơi, đằng trước có cái gì mà nó hôi ơi là hôi á. Qua đó coi đi. Không biết cái bà dữ dằn đó vừa rồi có lai lịch gì. Sao lại nói người ta như vậy? Không phải sao, vừa mở miệng thì la người ta rất dữ dằn. Là huynh có lỗi trước, nếu là tôi á tôi cũng la huynh đó. Vậy tóm lại huynh không nhìn thấy những thứ cô đẩy là gì à? Ở trên xe toàn là than nè, sắt thép nè, đồng đen nè, thông thường có phụ nữ nào lại dùng thứ này không? Vậy thì có liên quan gì tới huynh hả? Cũng phải. Trời ơi, cái gì mà hôi quá trời. Hôi quá luôn. Mọi người đừng có đứng gần quá. Đây là cống phẩm của hoàng thượng, làm hư á sẽ không có gánh vác nổi đâu. Không gánh vác nổi? Đại nhân à, đây là cống phẩm hoàng thượng mà, sao lại không có ai nhận chứ hả? Người hỏi ta, ta biết hỏi ai. Nè, các người ai có thể nói đây là cái gì? Cái gì hay không vậy? Hồi quá. Trời ơi, không biết cái gì hay. Không ai được đụng đến đầu của ta. Quận chúa gia đao, không kịp đón tiếp. Tiểu nhân là quan huyện ở đây tham kiến quận chúa. Đứng lại đi. Tạ ơn quận chúa. Quận chúa, thứ này tiểu nhân phát hiện ra trước. Tiểu nhân là địa bảo ở đây đó. Đi. Quận chúa, nghe nói cái này là cống phẩm, cho nên tiểu nhân sai binh mã của bổn huyện đến đây để bảo vệ. Có thể hỏi quận chúa đây là bao vật gì? Quận chúa coi thử sắp xếp như thế nào. Đây vốn là cống phẩm cho Tam Bảo thái giám từ Tây Dương mang về. Các rương khác còn có các thứ như châu báu và ô kim đều đã được mang vào phủ quận chúa. Chỉ có cái rương này không biết giải quyết thế nào. Nè, các hương thân, có người nào thông minh tài giỏi biết thứ này là thứ gì hay không vậy hả? Đúng rồi. Mọi người im lặng đi, quận chúa có chuyện cần nói nè. Hả? Sao? Hôm nay tâm trạng của quận chúa tốt, các người ai mà đoán đúng thì ta sẽ trọng thưởng cho người đó. Hả? Quận chúa, tiểu nhân nghĩ đây là một loại nhạc khí của Tây Dương. Hả? Nhạc khí hả? Chắc chắn không phải nhạc khí gì của Tây Dương đâu. Thứ này có mùi hôi, hơn nữa hình dạng lại rất quái dị nữa. Nhất là một món vật yêu nghiệt. Không hay hơn, không hay. Cục. Quận chúa, tiểu nhân đoán được rồi. Đây là phân mà thần tiên trên trời làm rơi xuống đất. Trời ơi. Cái là đủ vô dụng.